Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 23 tháng 2. Bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã có lời mời đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải Tứ Hùng được tổ chức vào tháng 4 tới đây tại xứ sở Kim Chi. Đây sẽ là một cơ hội vô cùng tốt dành cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để được cọ sát với các đội bóng chất lượng nhằm hướng tới vòng chung kết U19 châu Á. Để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi tham dự vòng chung kết châu Á, hai đội tuyển U16 và U19 Việt Nam sẽ tham dự những giải đấu giao hữu chất lượng trong thời gian tới. Với một mối quan hệ thân tình với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã gửi lời mời tới đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải Tứ Hùng được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 tại xứ sở Kim Chi. Cùng với chủ nhà U19 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội cọ sát với U19 Mexico và U19 Maroc. Đây được xem là đợt cọ sát cực kỳ bổ ích với U19 Việt Nam trong quá trình hướng đến vòng chung kết U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tại Indonesia. Không chỉ đội tuyển U19 Việt Nam được tham dự những giải giao hữu tại nước ngoài, đội tuyển U16 Việt Nam cũng sẽ tham dự một giải giao hữu khác tại Nhật Bản từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3. Những ngày này, trận siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2017 đang là tâm điểm của sự chú ý vì trận đấu mang ý nghĩa khai sân cho một mùa bóng mới được dự đoán là vô cùng sôi động của bóng đá Việt Nam. Vì thế mà tiếp theo chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin xoay quanh trận đấu này. Mở đầu cho mùa giải 2018 là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại trận siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2017. Diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 2. Sau khi có mặt tại Hà Nội vào buổi sáng ngày hôm qua, câu lạc bộ Quảng Nam đã có buổi tập trên sân Hàng Đẫy nhằm làm quen với điều kiện sân bãi và khí hậu. Lực lượng đang là vấn đề đáng ngại nhất với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khi Huy Hùng đang bị chấn thương, còn chân sút số 1 Claudiser vắng mặt vì lý do ngoài chuyên môn và sẽ được thay thế bởi tân binh Wander Luiz. Câu lạc bộ Quảng Nam từng giành được 4 điểm khi so tài với Sông Lam Nghệ An tại vô địch quốc gia mùa trước nhưng lại bị đối thủ vượt qua tại bán kết cúp quốc gia. Về phía Sông Lam Nghệ An, dù đã chia tay ngòi nổ số 1 của đội bóng ở mùa trước là Phi Sơn, nhưng sự xuất sắc của Phan Văn Đức khiến người hâm mộ đội bóng này hy vọng sẽ có được sự thay thế xứng đáng. Trong trận đấu đầu tiên của năm 2018, Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc đánh bại Tampa Rover ngay tại Singapore với tỷ số 3-1 ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng AFC Cup. Trận siêu cúp năm nay dự kiến sẽ rất hấp dẫn bởi đây là trận đấu siêu cúp đầu tiên của Quảng Nam được góp mặt, trong khi đó Sông Lam Nghệ An đã từng 4 lần đăng quang. Hai đội đều đang thể hiện quyết tâm cao trong việc giành cúp để khẳng định vị thế, gia tăng thành tích cũng như có một khởi đầu may mắn cho mùa giải 2018. Thực sự là năm đầu tiên tôi làm ở trên cương vị huấn luyện viên được một cái trước đó. Đó là một điều tất cả cầu thủ của chúng tôi và cả một tập thể đã đồng lòng đã có một thành quả đó, cũng không nhận cá nhân tôi. Nhưng mà chuẩn bị cho mùa giải mới thì tôi nghĩ rằng là bất cứ ai đến cương vị huấn luyện viên đều mong muốn đi điều đó. Nếu khả năng tôi, nên tôi và cầu thủ của tôi đều hướng một mục tiêu đó và cố gắng hết mình vì khán giả và người hâm mộ Nghệ An và tất cả nước. Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VFF đã thông báo danh sách tổ trọng tài điều khiển trận siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2017. Với việc các trọng tài đều là các trọng tài FIFA có trình độ tốt, thì ban tổ chức tin rằng trận đấu sẽ được diễn ra công bằng và hiệu quả nhất. Đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo đó, tổ trọng tài bắt trận siêu cúp sẽ bao gồm trọng tài chính Nguyễn Hiền Chiết và các trợ lý Phạm Mạnh Long, Nguyễn Trung Hậu và Hoàng Anh Tuấn. Giám sát trọng tài là trọng tài kỳ cựu Đoàn Phú Tấn. Đây đều là những trọng tài FIFA có trình độ tốt nhất tại V-League hiện nay. Trận siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2018 giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày thứ Bảy 24 tháng 2 trên sân vận động Hàng Đẫy.